Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN ở tầng hầm Nguyễn Thành Nam. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip xây nhà Lego ở trên cao. Đằng sau lưng tôi đây là một cây cột rất là cao, cao khoảng tầm 6m. Nếu mà xây toàn bộ những cái khối Lego này lên thành một ngôi nhà thì tôi nghĩ là độ cao nó phải rơi khoảng tầm 7-8m. Và bây giờ không lên tin lương thuyên gì nữa, chúng tôi sẽ leo lên trên giáo và xây nhà Lego ở trên cao. Ok. We'll be right back.
Sau khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thì chúng tôi đã lắp được nửa ngôi nhà. Vẫn còn một nửa nữa và một cái mái nữa rất là lâu. Lắp thoải mái luôn, lắp mái thoải, không bị sập. Nếu mà cái clip này ấy mà được 200.000 like thì tôi sẽ thực hiện thử thách 24 giờ ở trên ngôi nhà Lego này. Đó, thực hiện trên cao luôn. Và nếu mà được 300.000 like thì tôi sẽ thực hiện thử thách 50 giờ ở trên ngôi nhà Lego này, ok. Ok, hiện tại bây giờ đang là 11 giờ trưa thì tất cả anh em là phải xuống nghỉ ngơi bởi vì trời rất là nắng cũng như là làm rất là mệt rồi. Thì đây các bạn thấy, đây là ngôi nhà trên cao, ngôi nhà Lego đấy. Những cái đống Lego còn thừa trong kia tôi sẽ xếp vào đây, xếp hết từ đây lên trên kia để tạo thành một cái cột Lego. Nói chung là sẽ xây ngôi nhà này thành một cái ngôi nhà hoàn chỉnh nhất có thể. Rất là may thời tiết ủng hộ, rất là mát, gió thổi ơi, thấy rất là mát, mặc dù là mồ hôi chảy nhễ nhại nhưng mà không sao. Bây giờ đến công đoạn cuối rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành và review cho bạn xem, cũng như là tôi sẽ tháo dỡ hết tất cả ráo xung quanh ra ngoài để chỉ cho một cái ngôi nhà mà lơ lửng ở trên không với lại một cái cột thôi, ok. Ôi, đây các bạn nhìn nhá, ngồi trong đây rất là mát thật sự luôn, nắng không để ý. Đây bây giờ các bạn thể thấy là ở đây có những cái nền như này thì tôi sẽ phải nát nền vào ngồi cho đỡ đau mông đau chân. Rồi công đoạn cuối cùng nhá, tôi sẽ nát từ ngoài vào trong, ok. Anh em vận chuyển tấm trong suốt lên đây. Đây, cái tấm trong suốt nó là như thế này thì khi mà đặt lên ấy, đè lên nó sẽ không bị đau. Rồi đây bạn nhìn nhá, rồi đấy, máy qua chiều nó rầm, nắng thì chết. Rồi bây giờ ngồi với thấy sướng này. Công nhận phê thật. Đây phải gọi như là công trình thế kỷ, xây mấy ngày liền mới xong. Cửa sổ bên này. Ok, tấm Lego cuối cùng. Rồi, vào đi. Yo, lô, sao khó thế vậy? Ok, tấm cuối cùng nắp hơi khó. Cuối cùng nó đã vào rồi, chắc cú rồi, rất chắc chắn luôn. Cuối cùng sau khoảng 6 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã hoàn thành xong ngôi nhà Lego ở trên cao. Đây các bạn thấy, đây là không gian bên trong ngôi nhà Lego. Còn đây này, bên ngoài này, nó nhìn thấy cây cối bên ngoài chưa. Rồi, nói chung là cái cảm giác của trên đây tôi cảm thấy rất là thú vị, bởi vì là cái công sức của mình xây dựng lên ngôi nhà Lego này. Ây, nằm ra một tí để cho các bạn thấy này. Ui, mát quá, tôi thích cảm giác như này. Lao động vất vả xong rồi, nằm ra đây, nằm ra đúng cái công trình mà mình xây dựng lên. Đấy, hy vọng là nó không sập. Nếu mà nó sập là ngày này, năm sau là ngày giỗ của tôi. Tôi vẫn còn một công đoạn nữa, đó chính là xây cột cho ngôi nhà Lego này. Thì bây giờ sẽ xuống dưới đấy xây. Dưới đây các bạn thấy là còn dư kha khá nhiều Lego. Tôi sẽ xếp vào cột này, từ trên xuống dưới. Tí xuống dưới kia. Hay à? Chào các bạn nhá. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đi lắp cái cột từ dưới chân lên trên nóc nhà. À không, lên đến đít nhà. Thì hiện tại thì trời nó đang chuẩn bị mưa đấy, các bạn thấy là trên trời này mây đen kéo đến ùn ùn. Tôi rất là sợ mưa to xuống sụp nhà nên là bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng lắp được bao nhiêu lắp, nhưng mà sẽ lắp, nếu mà mưa thì vẫn lắp, ok. Rồi quất nha, bây giờ vào lắp thôi, thấy không. Bây giờ tôi sẽ đặt những cái viên gạch đầu tiên xuống dưới đất đấy, xây theo cái mép cột. Hoàn thành ngôi nhà này 100%, chỉ còn cái cầu thang để bước lên nữa thôi. Cái công đoạn cuối cùng là tháo hết toàn bộ cái dàn ráo ở xung quanh hai bên này ra. Thank you.
Ok, sau rất là nhiều thời gian xây dựng thì bây giờ tôi đã hoàn thành xong cái ngôi nhà Lego từ dưới đất lên trên cao đây các bạn nhìn. Đấy, cái độ cao này nó phải rơi khoảng tầm 9 đến 10 mét đấy. Hiện tại chưa có đường lên. Thì ngay bây giờ tôi sẽ xuống dưới kia, bắc thang lên và leo lên trên đấy để trải nghiệm cho các bạn xem là ngôi nhà Lego này ở trên cao nó như thế nào. Ok, và tôi muốn nhắc lại một lần nữa là nếu mà tất cả các bạn đang xem video này, các bạn muốn tôi thực hiện cái thử thách ở trên ngôi nhà Lego này thì các bạn có thể like, chia sẻ, đăng ký kênh của tôi. Ok, đang đưa thang vào các bạn ơi. Cái thang này phải dùng đến 2 người bởi vì nó rất là nặng. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu leo lên trên ngôi nhà Lego ở trên cao. Đây là một cái cảm giác mà tôi nghĩ là nó sẽ rất là nguy hiểm và hơi mạo hiểm một tí, nhưng mà không sao. Tôi sẽ leo lên và trải nghiệm cho các bạn xem. Bây giờ leo nhá. Leo. Rùng quá. Sợ quá. Thôi phép đấy, ok. Lên nhá. Ok. Rồi. Thật ra thì tôi không sợ độ cao. Hiểu không? Tôi chỉ sợ cái này nó sập thôi. Chứ tôi không sợ cao, nhưng mà thôi leo lên nhá. Đấy. Rồi, lên đến đây tôi nghĩ nó rơi khoảng tầm 1m, 2m rồi đấy. Ui, cao vãi. Đây, giới thiệu các bạn, đây là ngôi nhà Lego trên cao. Đấy, rộng chưa? Rất là mát nha. Rồi. Đấy, quay cho anh em xem. Biểu diễn nghệ thuật cho anh em xem. Úi xời, đẳng cấp thế. Đây nhá. Rồi. Hợp lý đấy. Hiện tại thì tôi đã có mặt ở ngôi nhà Lego trên cao đây các bạn để thấy. Nhưng mà vẫn còn một cái điều nữa mà tôi chưa làm, đó chính là bỏ cái thang ra khỏi ngôi nhà này. Bởi vì là nếu mà để cái thang đấy thì cảm giác nó không được nguy hiểm mấy, cảm giác nó không được mạo hiểm, nên là tôi sẽ quyết định bảo anh em nhấc thang bỏ ra ngoài. Và tôi sẽ ngủ trên ngôi nhà Lego này một thời gian, một tham. Sau đó tôi sẽ xuống, tôi sẽ ở trên đây quay review trải nghiệm cho các bạn xem ở trên đây cảm giác như thế nào. Thì hiện tại sau khi mà ở dưới kia lên trên đây, tôi có một cảm giác, đó chính là khá là mệt và hơi nóng một chút, bởi vì trên đây không có gió. Bây giờ đang là buổi sáng, sáng thì ánh nắng nó hắt vào rất là nóng. Không biết chiều như nào, nhưng mà bây giờ thật sự thấy rất là nóng bức đấy. Đây, anh em đang tháo thang ra rồi, tháo cẩn thận thôi nha, dùng quá nhỉ. Quay cho bạn xem. Thôi rồi. Đấy, bỏ thang xuống rồi. Tôi thấy là hơi sợ ở đấy. Giờ không có thang, không may trên này nó làm sao thì xuống kiểu gì? Bay xuống, nhảy xuống. Này còn cho thang ra xa nữa chứ, tí nữa không may làm sao thì cho vào kiểu gì? Thôi bọn tôi đi về đây, ông ở trên đấy nhá. Về đi. Lượn đi. Bye bye anh em, đi về đây. Chào các bạn nhá. Chào các bạn. Ok, hiện tại thì là hai thanh niên đã tháo thang ra rồi. Và tôi bắt buộc phải ngồi trên cái ngôi nhà Lego này. Đấy, không có một cái gì để xuống. Lỡ may mà có một cái điều gì đấy nó xảy ra thì là tôi sẽ ẳng luôn trên đây. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi. Nhưng mà hy vọng là sẽ không sao, bởi vì là với cái tài tính toán của tôi, với cái IQ cao của tôi thì tôi nghĩ là nhà này không thể sập được. Trừ khi bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 17, cấp 18 thì may ra nó mới sập. Chứ còn không để ý, hiểu không? Cùng lắm là chết thì ok thôi, nói đùa vậy thôi. Chứ thật ra nhà này tôi đã chế tạo cũng như là tính toán rất là kỹ lưỡng với cái độ chắc chắn của nó. Chỉ sợ bão hoặc sợ động đất thôi, chứ còn bình thường thì không thể sập được. Cao chưa? Ui. May là tôi thiết kế mấy cái lỗ như thế này này, nên là gió nó vào rất là mát. Đây này, có một lỗ này, hai lỗ này, bên này lỗ nữa này, ba này. Đây là lỗ thứ 4 này. Đấy. Đấy, thò hẳn chân xuống luôn. Ui. Chắc chắn phết anh em ạ. Đấy. Rất là mát. Đây là từ bên ngoài nhìn vào. Đấy, ngoài cửa sổ nhìn vào. Okay. Nói chung là tôi đi đứng lại trong này rất là thoải mái. Đó, nhà không hề rung lắc luôn, rất là chắc chắn.
Đây, ra ngoài cho bạn xem. Đấy, đứng ở ngoài luôn này. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Ok, đi vào đây. Xuống thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Hy vọng là có duyên để có thể lên ngôi nhà này lần thứ hai. Bye bye ngôi nhà. Ok. Bye bye.